Xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái quan điểm trên góc độ của chủ đầu tư. Khi mình là một chủ đầu tư thì mình làm việc với thầu là cái chuyện không hề dễ dàng. Đó. Tại vì khi mà mình chúng ta làm việc giữa người với người á, nó sẽ có vấn đề về tình cảm, vấn đề về này, vấn đề về kia, ABC các kiểu. Rất là khó làm các bạn. Nên bây giờ làm việc với thầu làm sao, thật sự Duy cũng chả biết làm sao, mặc dù Duy đã làm 4 cái nhà rồi. Nhưng mà giờ cách mà mình làm việc với thầu á, mình nắng quá thì nó nản. Đúng không? Mà mình thở quá thì nó ấy. Nên nói chung nó tóm lại á, thì có rất là nhiều vấn đề. Và ngày hôm nay anh Thông qua cần phòng quảng cáo. Anh đam nó tiếp, mà không xin gỡ clip lần nữa các bạn. Xin gỡ clip lần mà lần này chắc không gỡ quá. Nó thật sự anh còn nợ tiền của nó, nó nói thẳng. Tại vì bây giờ á, này đường cái á, nó làm á, thì nó cũng không có đòi tiền nhiều. Đó, nó làm á, thì nó biết tật anh mà. Đòi nhiều anh không trả luôn á. Mà thấy không, giờ là ta mà một khi mà bạn đi và cho anh ta mượn tiền á là bạn oai lắm, mà tới hồi bạn đi mà đòi tiền á là thấy cảnh nha. Thì thật ra thì không phải là anh cù nhây tiền bạc với thằng thầu quảng cáo làm gì cả. Nhưng mà bây giờ anh lâu lâu mới có thời gian nghiệm thu. Đúng không? Mà bây giờ ví dụ bạn muốn trả tiền cho anh ta mà phải nghiệm thu cũng trả tiền được. Khi bạn trả tiền rồi mà khi bạn nghiệm thu rồi mà mới biết là nên trả tiền hay không và nên trả như thế nào và trả bao nhiêu. Thì sau này các bạn làm nhà cũng vậy thôi. Đó, rồi các bạn có thể trên mạng các bạn nói Duy Nguyễn mày đặt nó này nó kia đồ, nhưng mà khi mà các bạn đụng chuyện bạn cũng vô bạn hỏi tôi à. Các bạn đụng chuyện bạn vô hỏi ồ Duy Nguyễn ơi giờ em bị vậy em nên xử lý thế nào. Đó. Thì Duy Nguyễn đang đứng ở đây là cái tầng 2 của tòa nhà BBT quận 7. Thì cái tòa nhà BBT quận 7 á, nó có một cái vấn đề á, là cái thiết kế á. Cái thiết kế mặt tiền nó sẽ khác với thiết kế thực tế. Đó. Thì Duy Nguyễn đã dành một cái clip, sau này Duy Nguyễn sẽ nói về tại sao Duy Nguyễn làm khác như vậy. Cái gì nó không có lý do chứ không phải không có lý do. Còn đó không phải là nội dung của video này. Video đó để cho các bạn tại sao nếu mà các bạn có sự tinh tế bạn này nọ kia thì thông qua những bài post của Duy Nguyễn trên Facebook, thông qua này xem qua kia thì bạn hiểu về tính cách cũng như cái khả năng cũng như này nọ kia nhận thức của mình, và để mình đưa ra quyết định là tại sao mình phải thay đổi thiết kế. Thật ra khi bạn làm một cái tòa nhà bạn thay đổi thiết kế là cái chuyện bình thường. Thay đổi thiết kế là cái chuyện rất bình thường. Nha, không có gì khó khăn cả. Vậy thì cái số 7 nó còn hay không còn thì nó sẽ là nội dung của video tiếp theo, video sau này. Còn bây giờ Duy đã chỉ nói sơ về thầu quảng cáo thôi. Bây giờ mình chỉ hỏi bạn số câu thôi nha. À bây giờ á, thì ví dụ như giờ thầu quảng cáo, giờ bạn nhìn trên bức tường này đi. Cái này là cái việc của quảng cáo làm đó. Quảng cáo dựng cái bảng hiệu như vậy. Cái bảng hiệu tôi có 100 triệu chứ mất rồi nha các bạn. Cái bảng hiệu ở dưới đó là cái bảng hiệu bạn đang nhìn thấy, bảng hiệu mà Thor Sim gì đó đó dưới á, Fitness gì đó, là cả 100 triệu chứ mất đó. Mà bây giờ nó bàn giao cho mình, bạn nhìn trên nóc kìa. Bạn nhìn trên nóc mà thấy nó dơ không? Thế nếu mà cái ống kính camera không nhìn thấy được á, chút xíu chụp hình cho bạn thấy là độ dơ. Đó, nó dơ như vậy nè. Mà bữa hổm á là nó nói với tôi á là nó dùng 2 ngày nó vệ sinh. Thuê thiết rồi nhân sự này nọ vệ sinh tất cả là điểu đồ này nọ đẹp cho anh đầu đàng hoàng, em lấy tiền cho ngọt. Wow. Nếu mà nó thiệt chứ bạn, mọi chuyện mà nó xong xuôi hết thì chắc chắn là mình chuyển tiền luôn 100%. Tật của mình không thích giữ bảo hành. Không giữ bảo hành để làm gì, bây giờ em múc ra đường làm ăn tao cũng kiếm tiền đó, không thuê nhân công này nọ biết bao nhiêu. Đó, biết bao nhiêu cái thì mình phải trả tiền cho người ta để người ta có tiền để người ta trang trải cho cuộc sống nhân công người ta. Đó là chuyện bình thường. Nên anh tật quan điểm anh không giữ bảo hành nha. Đó, đó là một qua đây. À quên, đây là cái gì? Cái này là cái hành lang mà. Cái hành lang để chúng ta có thể là tập gym, chúng ta ra đây chúng ta nghe điện thoại. Đúng không? Cuộc sống bạn đang tập gym, bạn vợ bé nó nói bạn nó có bầu. Thì bạn phải ra bạn nghe điện thoại. Bạn nghe trong đó nó lộ hết sao đúng không? Bạn phải ra đây bạn nghe. Bạn ra đây bạn nghe rồi nó hỏi ủa anh đang đâu? Dạ anh đang chạy ngoài đường anh qua chỗ em. Hợp lý không? Nè tiếng xe này nó quá trời. Còn bạn ngồi trong kia bạn nhạc đùng đùng đâu biết tập giả nó, bạn đi vũ trường hả? Đồ mà chết luôn, thấy không? Nên cái chỗ này là cái chỗ để cho anh em có những khu riêng tư. Một là ra đây không gió để mình thay đổi một cái gì đó trong phòng gym, nó là máy lạnh, mình ra đây mình không gió, mình ra đây mình nghe điện thoại, mình ra đây mình làm chuyện riêng, mình ra đây mình đi lại. Đó, thì bạn phải hiểu rằng cái hành lang này là dành cho khách hàng, người ta đi. Mà người ta đi người ta sẽ thấy, người ta sẽ cầm, người ta sẽ sờ. Đó, người ta sẽ cầm và người ta sẽ sờ. Thí dụ như cái ban công, cái kiến này làm tôi nó ok thì chuyện nó không nói nữa. Qua đây cái quảng cáo nè. Qua đây cái quảng cáo nè. Đây, đi ra đây tự nhiên đang đi. Ủa em hả? Thôi giờ đi từ vũ đi em ơi. Đi nói chung là con đầu lòng mình đi từ vũ luôn cho nó lẹ. Chứ bây giờ đừng có vô mấy cái chỗ kia nó yếu yếu, nó làm lâu rồi nó xảy ra vấn đề đồ sản phụ đồ ABC. Đúng chưa? Thì tự nhiên vô đây gõ ai da đau tai quá. Ai da đau tai quá. Thì bây giờ đây là cái biểu quảng cáo này mà. Ở đây là cái biểu quảng cáo mà tôi đã lắp ở dưới này, bạn nhìn ở ngoài đó sẽ là cái chữ gì tôi cũng chả biết nữa. Yoga and Dance.
Tức là ở cái tầng này là cái tầng yoga và tầng dance. Thì ở ngoài cái biển đó là chữ yoga and dance. Ok, thì nó để nó lắp một cái biển quảng cáo, nó cần có bách rau. Mà đây là cái bách rau của nó nè, bạn coi nó dựng một cái khung sắt. Xong nó để cái miếng này. Nó để cái miếng này. Cái chỗ này là cái chỗ mối hàng. Các bạn nhìn cho thật kỹ nha các bạn, coi là Duy Nguyễn có khó tính không nha các bạn. Cái chỗ này là cái mối hàng. Ok. Rồi. Cái này là cái phía trong nó. Nếu mà bạn là chủ, nếu mà bạn là chủ đầu tư thì như vậy các bạn đã tìm được chưa? Đây. Đây miếng này không biết miếng gì nữa. Rồi đây nữa nè. Cái chỗ này nó còn gì nữa nè. Đã tìm được chưa các bạn? Hả? Đây, học kỹ thuật, đã tìm được chưa? Nhưng mà ví dụ như tôi không dám là tôi chuyên gia. Thật sự tôi đâu có chuyên gia quảng cáo đâu, nhưng mà nếu mà tôi làm á thì tôi phải ráng vệ sinh sạch sẽ cái này. Đúng không? Tôi làm cho cái miếng này nè nó không có chênh lên như vậy. Nó phải phẳng ra. Rồi xong rồi tôi ốp một miếng alu giật phẳng thắt phẳng băng từ trên xuống dưới luôn. Nó tạo thành một cái bức tường phẳng đẹp, đúng không? Thì như vậy á thì mình lấy tiền người ta mình mới ok. Hợp lý không các bạn? Hợp lý không? Rồi vậy thì trong cái trường hợp mà nó sẽ cãi, nó nói, ủa hồi đó anh nói không có rõ. Hồi đó đâu có nói rõ đâu anh nó làm lại quảng cáo chữ đó thôi thì em làm gì đúng rồi. Thì ok, giờ mà nói chuyện không rõ đúng không? Không rõ thì bây giờ thì mình mới nói rõ. Ừ anh Duy ơi, em thấy idea của anh vậy được. Nhưng mà ở phía trong nó vậy, anh có nên sửa hay không sửa? Anh có nên thêm miếng tiền để làm cho đẹp không được? Thì cái đó thể hiện ra gì? Một thằng thầu nó có tâm mà nó có tầm. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Còn đằng này không có bước đó, anh ơi chuyển tiền cho em đi. Vợ con em đói đau, đói khổ, công nhân em lầm than, đồ các kiểu. Nói chung bây giờ ở Việt Nam này các bạn, ví dụ như vậy bạn không thương người nghèo quá là bạn là tội ác đó. Tất cả mọi chuyện nó sẽ lấy lý do là nghèo khổ. Đó là một nha. Mà tập duy cái gì nó rồi nó lại. Rồi nhìn nè. Nhìn. Chữ nè. Mà nhìn đây, chữ nè nó để đống sơn bụi. Trời ơi trời ông nội mẹ ơi. Ở dưới kìa. Trời ơi trời ông nội mẹ ơi, ở dưới có thể là ở dưới là chuyện của thằng thầu khác. Ok. Hai thằng thầu không liên quan với nhau nhưng mà chuyện cái này là của mày. Đó nó để trời đất ơi má ơi bụi tè le hộp dưa đó em vệ sinh 2 ngày đó anh. Em vệ sinh 2 ngày em tốn nhân công khổ lắm, thức đêm thức hôm mới chụp hình làm đêm thiệt. Nó chụp hình nó làm đêm thiệt. Ừ, nhưng mà bây giờ cái sự cố gắng của mày có mang lại kết quả cho anh không? Cái đó mới là vấn đề. Cái đó là vấn đề chứ không phải là cái sự cố gắng làm đêm của em đã đời rồi. Rồi này nọ kia rồi anh thấy vậy thì anh bỏ chỗ qua mấy lỗi đó. Không được đâu. Cái anh cần là một cái gì đó, một cái sản phẩm nó có một chất lượng vừa phải mà để cho nó xứng tầm với cái building của anh Ghim, anh để anh khai trương này nọ kia vô. Khách hàng nó không có bất bẻ. Ồ khách hàng nó không có chửi như Nguyễn có tiền mà ngu. Đúng không các bạn? Nó đâu có là hỏi khó khăn đâu, nó hỏi rất là bình thường. Vậy thì tóm lại á, bây giờ á, cái quan điểm của anh á là nó làm thì có làm, nhưng mà làm chưa tốt, vậy thì tiền trả làm sao? Giờ theo các bạn có 3 phương án. 1 trả hết, 2 không trả, 3 trả một chút. Bạn chọn đi, bạn chọn cái nào cho nó thấu tình đạt lý trong vấn đề này. Xin mời các bạn comment sao tôi trả nó vậy, ok? Wow. Tôi chán quá rồi. Mà bạn nhìn cái tầng này có đâu phải là có một cái đó đâu, nhiều lắm bạn. Nhiều lắm, mà tôi chưa nhìn ở dưới nữa nha. Nó tới 4 năm các bạn quảng cáo lận. Không ít đâu, tất cả những cái dự án quảng cáo trong này tôi thấy cái này nó ăn. Nó cắn tôi mấy building là tiền tỷ rồi đó bạn. Nó cắn tôi 4-3 cái building quận 12, quận 9, quận này là nó làm luôn đó. Nó cắn tôi là tỷ ngoài rồi đó. Không nhớ nhiều mà chắc chắn tỷ ngoài. Rồi bây giờ vậy đi, cái chữ vậy thôi. Rồi xuống dưới kia. Xuống dưới kia đó, xuống kia thì bạn thấy không? Ở hai bên tường, bản là Thor Gym, với bản là BBT Body Technique đó. Bây giờ bạn nhìn nó còn đỡ nha. Tôi la dữ lắm nó mới làm đó. Tôi la dữ lắm nó mới làm, nó còn đỡ đó. Chứ hồi trước hả, tôi thiệt bạn để cái miếng alu mà như là mấy miếng nhắn ép á. Nó ngồi nó gắn vô, đường kẻ tại đây học me hết à. Ừ, khó chịu lắm. Rồi bây giờ đi theo Duy Nguyễn coi ở ngoài coi làm sao nha. Đó, cái chỗ này là nó còn chưa sạch lắm nha. Nhưng mà bây giờ nhìn nó còn đỡ á. Hồi trước có làm cái chỗ mà đúng gớm luôn. Ủa thằng này như nó hắt mày ơi. Thằng khứa này nó hắt. Tức là nó lấy mấy cái đen đen nó dán vô thôi. Chứ cái này là cái chỗ. Đồ này điếm thiệt mày ơi. Ô mày hỏi nó làm alu cái chỗ này nè. Là chắc nó làm cho cái nhà người ta đó, xong nó còn dư nó đem qua đây nó gắn cho nhà mình. Ồn chứ làm gì có miếng alu nào mà nó xéo xẹo rồi nó nhỏ nó bự từ lưa đó ba. Alu nó phải đều đúng không ạ? Đồ nó thấy mình dễ đó, nó điếm không à. Nè lại gần nè, trời ơi trời. Mày dán vô rồi con. Nè mày dán vô rõ ràng luôn. À, mày dán vô rõ ràng luôn để chi? Để cho nó cái cảm giác mình nhìn từ xa đó bạn, mình không thấy được cái lỗi.
đúng không? Mình nhìn từ ở đây nè, mình thấy nó đồ phẳng phẳng, mình khen nó. Nè nè, mày cầm máy quay đây không, để nói tao vu khống nó. Đây 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 nè nè nè. Mày có cái miếng alu nào không vậy không? Có miếng cái alu nào nhỏ xíu vậy không? Hỏi thiệt các bạn luôn á. Các bạn đi mua alu kiểu gì mà có miếng alu nhỏ xíu nó nói kìa. Không? Nó nói kìa. Đó, bây giờ tụi bạn giải thích tôi tại sao cái miếng alu nhỏ xíu nó ra đời. Hả? Giải thích sao? Tại lúc đầu cái logo nằm giữa logo là nó giữa các vợ ở dưới liên quan khỉ khô gì mày. Thì giờ cái miếng alu có nhiêu tiền đâu, bỏ mẹ miếng này đi, mua miếng khác vô thôi, gì đâu trời. Thấy không? Má làm cho nhà kim chúa phải ngon ngon chứ. Mày hắt rồi. Hắt cho chấp nhận không ạ? Ví dụ như các bạn là chủ nhà thì sao? Nhưng thật sự tôi nói bạn gì, làm việc với ăn thầu rất là khó. Đúng không? Tôi nói bạn từ đầu làm việc với ăn thầu rất là khó. Bây giờ nó đưa vô ngữ cảnh vậy nè. Rồi bạn giờ sao? Giờ sao vụ này, chấp nhận hay không chấp nhận? Đó, các bạn cứ comment theo quan điểm của các bạn đi. Tại vì sống trên đời này mỗi người khó dễ khác nhau, hiểu không? Ở bên Thor Sim kia chắc cũng tè le bét rồi. Thôi kệ bà đi, vệ sinh cho sạch nữa chứ dơ quá. Mày làm nhảy bể nhiều cái ta. Cái này thì cũng không đẹp nữa nè. Mày về mày kêu nó làm cái chữ tự nhiên cái rảnh nè, tôi nói thiệt, cái rảnh nó nằm gì vô viên vậy? Nó cắt không có gì ra cái gì vậy? Thằng này nó chấp phá rồi, đúng không? Người ta phải cắt alo canh cho nó đều đủ vô. Mày làm xấu phải trưởng, mai mốt người ta vô người ta coi nhà của tao ai dám mướn nữa ba, đúng không? Cái này về khắc phục vừa đi, để cho nó xấu quá. Cái trên cái dưới nó phải như nhau hay là gì đó chứ giờ vậy. Ủa anh thấy mấy bạn thấy anh có khó không mấy bạn? Mấy bạn comment thật lòng, mấy bạn thấy những cái feedback nãy giờ của mình nó có khó không? Bây giờ ra đây coi cái tổng thể coi sao nữa nè. Ồ. Tính qua bên kia coi mà này qua bên kia nhà ta mở cửa rồi. Ủa giờ lên đèn luôn rồi hả? Sớm vậy? Mắt anh cận thị á, em nhìn anh thấy cái tầng trên mấy cái miếng đá mà ốp ốp vô nó vệ sinh chưa mày? Đá hả? Ờ. Đá gì cũng rồi đó. Vệ sinh rồi hả? Nhưng mà các bạn thấy tôi làm cái ốp đá ở trên đó, cái chữ 1-2 thấy có tầm nhìn không? Các bạn comment thật lòng mà thấy đẳng cấp không? Đó. Tôi nói các bạn đó là phong cách châu Âu á, phong cách châu Âu nên nó làm nhìn nó xoan phải không? Nhìn nó họa tiết rất là sang trọng. Đó. Và bảo đảm bạn là cái này độ bền là phải trên 10 năm. Thấy không? Ấn tượng nhất là cái chữ BBT đó, chữ BBT. Bodybuilding Technics logo mình dán ỉnh trên chỗ cao nhất thôi. Đó. Bởi vậy các bạn nói là cái bản này là nó xấu hơn các bạn thiết kế là các bạn nó thật sự á, các bạn nghe video của tôi đi, video sau này tôi nói đó là các bạn thay đổi quan điểm liền. Cái các bạn nhìn nó đang sai á. Đó. Không, như vậy nó mới là chấp, như vậy nó mới là chuẩn. Nó chuẩn ở nhiều góc độ, nó chuẩn ở nhiều khía cạnh. Và sau này tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Hay thì mua súp đi ba. Like xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài.